Hay các bạn, thì các bạn mà đang học nail và những các bạn mà đang làm nail tại Việt Nam á, khi mà các bạn sang Mỹ hoặc là sang Úc hoặc Canada thì các bạn luôn lầm tưởng là như vậy. Các bạn luôn lầm tưởng là khi mà các bạn học ở Việt Nam thì các bạn học vẽ, học làm bông 3D và các bạn làm nail tại Việt Nam rồi thì chắc lẽ là qua Mỹ thì các bạn sẽ làm được những công việc nail ở Mỹ. Nhưng mà các bạn nên chú ý những cái điều này. Hôm nay thì mình muốn chia sẻ với các bạn luôn thì những cái điều mà các bạn nên chú ý khi mà các bạn học nail ở Việt Nam hoặc là các bạn đang làm nail ở Việt Nam mà có ý định là sang Mỹ, Úc, Canada để các bạn có thể làm nail được, thì các bạn nên chú ý là khi mà các bạn học thì các bạn cố gắng chú ý vào học cái phần đắp bột, các bạn học đắp bột chạy máy và các bạn cố gắng học dip. Và thêm một điều nữa là các bạn cố gắng tập cắt da tay, các bạn tập cắt da cho thật là kỹ. Thì cái điều mà quan trọng nhất của cái người mà ở, của người khách ở Mỹ này á, họ không quan trọng là các bạn vẽ đẹp của một người khách hoặc là một người chủ, họ không có quan trọng là các bạn vẽ đẹp, các bạn làm bông, các bạn đắp bông 3D đẹp hay như thế nào cả. Họ không quan tâm đó, họ chỉ quan tâm một cái điều đơn giản nhất, đó là các bạn làm được một cái bộ móng cho một người khách để cho họ, cái bộ móng của họ đẹp và ở được lâu, thì đó là cái điều mà họ rất là quan tâm đến, chứ họ không quan tâm là các bạn các bạn vẽ đẹp hoặc là các bạn làm bông 3D, các bạn nặng được những cái bông 3D đẹp, thì đó chỉ là một cái phần mà bổ trợ trong cái nghề nail thôi. Thì thật sự là không có phải chỗ nào cũng giống như ở Việt Nam chúng ta là đều đắp bông 3D cả nha các bạn, hoặc là vẽ cầu kỳ những cái nhân vật hoạt hình hoặc là vẽ những cái bông 3D như thế nào đó, thì cái đó mình thật sự là nói với các bạn là nó không thịnh hành ở trên nước Mỹ này đâu, nó chỉ một vài nơi có làm những cái đó thôi. Chứ thật sự thì cái điều mà quan trọng nhất của một người chủ họ muốn các bạn làm, đó là các bạn làm được cái bộ móng đẹp, các bạn vữa xếp đẹp, vữa xếp hay còn gọi là cái form của móng á, ở Việt Nam mình gọi là form móng, thì các bạn vữa xếp đẹp, các bạn đắp bột thật kỹ và các bạn ra một cái bộ móng đẹp không bị hở và người khách đó họ đi được lâu hơn. Tại vì sao? Vì khi mà họ làm một cái bộ móng, họ đã trả một số tiền cho cái bộ móng đó rồi, mà các bạn muốn họ vẽ hoặc là các bạn muốn họ làm thêm 3D nữa thì thành ra họ phải trả thêm cái vấn đề đó. Mà đối với những cái bông 3D hoặc là vẽ thì phải chúng ta đòi hỏi là trả tiền rất là cao các bạn. Thì giống như hai cái bông 3D thì các bạn có thể trả 15-20 đô. Nhưng mà đối với 15-20 đô á, thì đối với một cái người dân công nhân Mỹ bình thường á, họ đi làm thì đó là khoảng một giờ làm việc của họ rồi các bạn. Cho một giờ làm việc của họ thì họ được trả khoảng 15-20 đô, thì họ không thể nào mà bỏ 15-20 đô ra để có thể làm hai cái bông bột 3D trên ngón tay của họ. Và thêm một phần nữa là khi mà họ làm hai móng tay bột 3D đó thì nó sẽ gây khó khăn cho công việc của họ, cho nên ít có người nào mà có thể đeo những cái bông 3D đó lắm các bạn. Cho nên mình khuyên với các bạn, những bạn nào mà đang làm nail hoặc là những bạn đang học nail ở Việt Nam thì các bạn nên cố gắng chú ý vào những cái phần mà mình cần học, đó là các bạn chỉ nên học vào phần chú trọng nhất là phần đắp bột gắn móng và vữa form, và các bạn chạy làm sao cho mịn và các bạn sơn sao cho đẹp để ra được một cái bộ móng chuẩn đạt yêu cầu và đẹp và ở được lâu. Và khi mà các bạn cắt da thì các bạn cắt cho sạch. Và cái điều cắt da sạch ở đây không phải là cắt da giống như ở Việt Nam mà chúng ta phải lấy khóe, lấy đồ cho thật là kỹ, không có làm chuyện đó. Thì sao? Vì khi ở Mỹ á, mà các bạn muốn lấy khóe, các bạn muốn lấy khóe của một người khách thì các bạn phải thật sự là thận trọng và chú ý. Vì khi mà các bạn lấy khóe mà không thành công thì nó sẽ gây ra nhiễm khuẩn móng tay, gây ra cái móng chân của họ sẽ bị sưng lên và sẽ làm mủ, thì nó sẽ không tốt lắm, thì họ sẽ đi bác sĩ và họ sẽ đem hóa đơn lại các bạn để trả cái số tiền đó, hoặc là mình có thể claim với bảo hiểm đó. Đó là những vấn đề mà xa xỉ mình nói tới thôi. Còn cái vấn đề mà mình chú trọng đến các bạn là đắp bột, chạy vũ mịn, sơn đẹp và móng ở được lâu và cắt da cho sạch. Và cái điều mà quan trọng nhất nữa là các bạn có thể cố gắng học tiếng Anh chỉ trong cái ngành nail thôi. Mình chỉ cố gắng học tiếng Anh trong cái ngành nail thôi, rồi sau đó chúng ta có thể bắt đầu tìm được công việc khi mà các bạn đến Mỹ. Thì đó, thì nếu như mà các bạn muốn
tìm được công việc dễ dàng thì các bạn phải chú trọng vào những cái điều mà mình đã nói với các bạn. Đừng chú trọng vào vẽ quá nhiều, hoặc là các bạn đừng chú trọng vào bông tươi đi hay đắp bột tươi đi như thế nào cả. Các bạn bỏ qua bước đó đi, các bạn đừng chú trọng với vấn đề đó. Cái đó không giúp các bạn kiếm được nhiều tiền trong ngành nail đâu. Mà nếu mà các bạn làm được những cái điều mà giống như mình đã nói với các bạn thì mình bảo đảm các bạn sẽ kiếm được công việc dễ dàng khi mà các bạn bước tới nước Mỹ, Úc hoặc Canada. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Bye bye.